Thưa quý vị, cách đây 3 năm, một vụ án mẹ mìn bắt cóc trẻ em ở Bắc Ninh đã gây rúng động dư luận. Nguyên nhân của vụ bắt cóc nhằm che đậy cho sự dối trá của một người phụ nữ lụy tình. Cho đến nay, gần 3 năm sau cuộc giải cứu cháu bé, cán bộ tham gia chuyên án vẫn nhớ như in khỏe khắc tiếp cận lần theo manh mối để giành lại cháu bé an toàn gần 3 năm sau khi giải cứu thành công cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Tuyên Quang, nguyên chỉ huy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang đã có những chia sẻ đầu tiên về quá trình lực lượng chức năng tìm thấy và giành lại cháu bé. Theo lời khai của Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988 ở Cao Bằng, năm 2011, Thu lấy chồng cùng tỉnh, có một người con sau đó ly thân. Năm 2017, Thu quen với anh Đặng Văn Bằng, 33 tuổi ở Tuyên Quang. Cả hai có tình cảm với nhau, nhưng anh Bằng không biết được việc Thu đã có chồng. Tháng 3 năm 2017, hai người tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà chồng. Sau đó một năm, anh Bằng biết việc Thu đã có chồng nên yêu cầu Thu về Cao Bằng giải quyết việc ly hôn với chồng cũ. Lúc này, Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó, Thu chuyển về Cao Bằng sống và vẫn nói chuyện với anh Bằng. Thu khai rằng đầu năm 2019, Thu sinh con trai, nhưng không lâu sau, cháu bé tử vong. Do muốn quay lại với anh Bằng, Thu nảy sinh ý định bắt cóc bé trai có độ tuổi bằng với con mình để nói dối là con của mình với anh Bằng. Đến 17 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2020, Thu gặp cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, đang chơi một mình ở công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh, nên đã dụ dỗ đưa về phòng trọ. Sau đó Thu đưa bé Gia Bảo xuống Hà Nội gặp anh Bằng, bảo đó là con của hai người. Thu rủ anh Bằng đưa cho bé về quê ở Tuyên Quang. Song song với quá trình bắt cóc cháu bé của Thu, công an thành phố Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng ở phường Khúc Xuyên về việc con trai 2 tuổi bị mất tích tại công viên Nguyễn Văn Cử. Công an nhanh chóng xác định đây là vụ án bắt cóc trẻ em nên truy tìm nghi phạm. Trong quá trình lần theo dấu vết tội phạm, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp tương kế tự kế để giải cứu bé Gia Bảo chia sẻ về quá trình giải cứu cháu bé vị nguyên chỉ huy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang cho biết khi đó các trinh sát báo về khu vực nhà anh bằng nằm khá độc lập vì vậy nếu vào ban ngày để giải cứu cháu bé thì dễ lộ do người nhà anh bằng nghĩ cháu ra bảo là con cháu của gia đình Nguyên cá bộ này nói, cái khó nữa là cần xác định cho bé trong nhà anh Bằng có phải cháu Gia Bảo không, nên lực lượng công an đã nhờ một số chị em phụ nữ bế cháu nhỏ sang nhà anh Bằng chơi, rồi dùng điện thoại chụp ảnh cho bé gửi ra ngoài. Khi xác nhận đây là cháu Gia Bảo, lực lượng công an tiếp tục theo dõi và đợi đến trời tối mới tiếp cận ngôi nhà, tìm cách giải cứu cho bé. Đến tối 22 tháng 8 năm 2020, công an xác định Thu và anh Bằng cùng cháu bé ở một phòng, cửa phòng chỉ có mảnh vải che thân, không cửa. Tiếp tục theo dõi, trinh sát báo cáo Thu và Bằng đang quan hệ, cháu bé ngồi chơi bên cạnh giường. Thấy thời cơ giải cứu cháu bé đã tới, vị nguyên chỉ huy phòng cảnh sát hình sự đã chỉ đạo chiến sĩ lao vào bế cháu bé chạy ra khỏi nhà, còn nhóm khác sẽ ập vào khống chế Thu. Vị nguyên chỉ huy phòng cảnh sát hình sự giải thích, tôi tính toán phản xạ của một người không mặc quần áo mà có người lạ xông vào thì thường cầm chăn màn quần áo che cơ thể. Và đây là cơ hội bế cháu bé ra khỏi Thu mà không có phản kháng. Ngay trong đêm, Thu và anh Bằng cũng được di lý về công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu, tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Dấu vụ án đã qua 3 năm, thế nhưng câu chuyện về cuộc giải cứu cho bé bắt cóc từ tay mẹ mình vẫn được nói đến như lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần trông coi các cháu nhỏ mọi lúc mọi nơi bởi không biết có đối tượng xấu nào sẽ xuất hiện và không biết cháu bé sẽ gặp phải chuyện gì khi không có bố mẹ ở bên.